thì nó lại nói mình là nó dùng buổi sáng hàng ngày, thế có chết không? Sửa chữa và làm cho da mình nó đẹp hơn, nó xây một cái làn da mới ấy. Mình có thể nói mọi người là mọi người nên dùng nồng độ này hoặc là mọi người nên bắt đầu bằng nồng độ kia. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Sau khi đặt ra một lời hứa với mọi người khoảng hơn một năm trước về việc là sẽ làm một cái video về retinol thì mình đã tích cực sử dụng rất nhiều nồng độ khác nhau, rồi mình cũng tích cực tìm hiểu và lấy ra từ những kinh nghiệm của bản thân. Và ngày hôm nay thì mình sẽ nói với mọi người tất tần tật những gì mọi người cần biết về việc sử dụng retinol, đặc biệt là cho những bạn nào mới bắt đầu. Bởi vì mình biết là khi mà mới bắt đầu thì mọi người sẽ rất là hoang mang, mọi người không biết là nên dùng như thế nào, hay là mọi người nghe thấy là người ta kích ứng rất là nhiều thì có nên dùng hay không. Thì video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ hết để mọi người tất cả những gì mình biết về retinol nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Vậy thì đầu tiên, retinol là gì? Retinol là một dẫn xuất của vitamin A và thuộc nhóm retinoin. Khi mọi người nhắc đến retinoin thì nếu mọi người research ra thì sẽ thấy là có rất là nhiều những cái dẫn xuất vitamin A khác nhau. Có những cái dẫn xuất mà mọi người sẽ phải có bác sĩ kê đơn thì mọi người mới có thể mua được. Hoặc là có những cái như kiểu là retinol tùy nồng độ thì mọi người có thể mua được ở những cái hàng mỹ phẩm hoặc là dược mỹ phẩm khác nhau để có thể có tác dụng ở trên da. Và retinol sẽ hoạt động như là một cái thành phần liên kết tế bào và nó sẽ trung hòa các cái gốc tự do ở phía bên trong da, có nghĩa là nó sẽ không chỉ tác dụng ở trên bề mặt da mà nó còn có tác dụng ở tận phía bên trong da, và nó thẩm thấu sâu vào trong da và làm cho cái da của mình nó kích thích cái sự tăng trưởng collagen cũng như là elastin. Đấy chính là lý do vì sao mà khi mà mọi người sử dụng retinol ấy thì mọi người tìm thấy rất là nhiều những cái tác dụng khác nhau của nó. Nó có nhiều tác dụng đến nỗi mà khi mà mình mới bắt đầu dùng retinol ấy, mình nghĩ là kiểu mọi người nói nào hay làm gì có một cái thành phần nào mà nó có nhiều tác dụng đến như vậy. Nào là cái gì nhỉ, chống nếp nhăn này, rồi là làm mờ nếp nhăn này, làm thu nhỏ lỗ chân lông này, rồi là làm mờ sạm nám này, rồi là có thể trị mụn này. Nói chung là có rất là nhiều những cái tác dụng khác nhau. Nhưng mà thật sự là retinol nó là một cái thành phần vàng trong cái làng mỹ phẩm luôn. Và có một câu hỏi mà mình đã nhận được rất nhiều, đấy là bao nhiêu tuổi thì mọi người có thể dùng retinol được. Cái này, câu hỏi này rất là khó trả lời nhá. Bởi vì đôi khi là 18 tuổi là mọi người cũng đã có thể sử dụng được rồi. Và như bản thân mình đi chẳng hạn, thì mình đến tận năm 29 tuổi mình bắt đầu sử dụng, là thực ra là hơi muộn đấy nhá. Nhưng mà làm thế nào để sử dụng nó một cách đúng nhất và không gây nhiều kích ứng nhất thì chúng ta sẽ chuyển sang phần 2. Đó là những người bắt đầu dùng retinol thì sẽ phải bắt đầu như thế nào. Đầu tiên, đấy là mọi người phải chọn nồng độ retinol phù hợp với da của mình. Và nồng độ bao nhiêu? Mình có thể nói với mọi người là mọi người nên dùng nồng độ này hoặc là mọi người nên bắt đầu bằng nồng độ kia. Bởi vì thực ra là da mỗi người một khác, và có thể là da mình khi mà dùng cái này rất là thích, nhưng mà đối với cả da những bạn khác thì nó lại quá mạnh thì sao, đúng không? Nên là mình khuyên là nếu mọi người không muốn là da mình có những cái tác dụng phụ khi mà sử dụng retinol, chẳng hạn mọi người muốn là có một cái cuộc sống êm đềm khi mà cho retinol vào cái routine của mình, thì mọi người nên bắt đầu với cả nồng độ thấp thôi. Ví dụ như là 0.02 hay là 0.03. Ở trên thị trường bây giờ có rất nhiều những loại nó nồng độ thấp như vậy. Nhưng mà tất nhiên khi mọi người dùng nồng độ thấp thì mọi người không thể nào mà mong đợi một cái kết quả mà nó nhanh, mà nó kiểu wow được, đúng không? Nhưng mà đấy là cách mà mọi người gọi là có một cái cuộc sống êm đềm với cả retinol. Thì mọi người nên bắt đầu nồng độ thấp 0.02, 0.03, 0.05, và sau đó thì mọi người có thể dùng đến 0.5 hoặc là 1%, hoặc là thậm chí đến 2%. Nhưng tất nhiên là không thể trong một tháng mà mọi người kiểu dùng hết tất cả những cái nồng độ đấy được, mà nó phải là một thời gian dài, thậm chí là còn phải tính bằng tháng, bằng năm. Đó, nên là mọi người hãy cứ từ từ và chọn cái nồng độ phù hợp với da mình trước để đảm bảo độ an toàn. Chứ đừng có tham mà sử dụng những cái nó nồng độ quá cao và mình phải trả giá bằng những cái tác dụng phụ đấy, nó rất là khó chịu. Tiếp theo thì liều lượng sử dụng như thế nào? Đối với cả bản thân mình nhá, trong 3 tuần đầu thì mình sử dụng là cách 3 ngày mình sử dụng một lần, cách 3 ngày mình sử dụng một lần. Sau 3 tuần đấy mình thấy là da mình ổn, có thể là dùng tiếp được, thì mình bắt đầu nâng lên là cách 2 ngày dùng một lần, cách 2 ngày dùng một lần. Và sau đó khoảng 1 tháng mình thấy là da mình không có vấn đề gì cả,
thì mình sẽ bắt đầu sử dụng là mỗi buổi tối luôn. Đó, thì mọi người hãy lựa vào cái da mình nhá. Còn có một tip nữa, đó là nếu bạn nào mà cảm thấy là da mình nó nhạy cảm quá, mình không dám sử dụng chẳng hạn, thì mọi người có thể test ở cái phần cổ tay này. Đó, cũng giống như là ở trên mặt mình ấy, cách 3 ngày mọi người sử dụng một lần để xem là nó có bong chóc hay gì không, hay là nó có bị mẩn ngứa gì không. Đó, và sau đó mọi người thấy ok rồi thì mình bắt đầu sử dụng ở trên mặt. Retinol trong routine như thế nào? Cái này cũng là một cái mà nhiều bạn rất thắc mắc. Có nên dùng với thành phần này không? Có nên dùng buổi sáng không? Hay là mình có một người bạn, sau khi mình giới thiệu cho nó dùng retinol xong, nó mua, xong một tháng sau đó mình hỏi lại là dùng có ok không? Thì nó lại nói mình là nó dùng buổi sáng hàng ngày, thế có chết không? Retinol là mọi người phải dùng buổi tối nhá, chắc chắn là phải dùng buổi tối. Nhưng mà nếu mọi người đã đi dạo một vòng quanh những cái diễn đàn về làm đẹp ấy, thì chắc chắn là mọi người cũng đã nghe đến việc là retinol sau khi bôi xong thì mình nên tắt đèn, không nên xem điện thoại, không nên xem tivi. Và cái đấy là một trong những cái mà lúc đầu mình ngại nhất luôn, bởi vì mình không bao giờ skincare xong mình đi ngủ luôn cả. Nhưng mà đến bây giờ khi mà mình đang dùng cái sản phẩm này của Fusion, cái này là retinol 1%, thì mình không phải lo về điều đấy nữa. Bởi vì cái này trong thành phần này nó có Tinosorb S, tức là nó là một cái thành phần mà nó sẽ hấp thu và nó khuếch tán tia UV, và nó có phổ chống nắng cao. Nên là khi mọi người sử dụng cái sản phẩm này thì mọi người sẽ không phải lo về việc là phải tắt đèn hay là phải tắt điện thoại, tắt TV gì cả, bởi vì nó sẽ rất là tiện. Và chính nhờ cái thành phần đó nên là cái tác dụng mà trị nám này, cũng như là cái tác dụng về mụn và tác dụng chống lão hóa của nó sẽ càng có phát huy tác dụng tốt hơn. Cho những bạn nào mà chưa biết đến hãng Fusion này thì mọi người chỉ cần Google search thôi, mọi người sẽ tìm ra là hãng này là một hãng dược mỹ phẩm rất là nổi tiếng của Tây Ban Nha. Và cái kết cấu của nó cũng là một cái mình thấy là rất hợp với da của mình, bởi vì da mình là da hỗn hợp thiên dầu, và đến mùa này thì nó cực kỳ là dầu luôn. Và cái texture của nó ấy, nó như là một cái dạng serum ấy, nên là nó sẽ thẩm thấu ở trên da rất là nhanh. Và ở trong này thì có kết hợp là công nghệ nhũ mịn cũng như là kết cấu nhũ tương, nước trong dầu, nên là nó sẽ giúp là điều hòa và ổn định cái lượng dầu ở trên da, làm cho da mình nó không bị sinh ra những cái mụn trong cái thời gian mà mình đang sử dụng ấy. Và sau khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này xong ấy, sau khi đó thì khoảng tầm 3 tuần, sau khoảng 3 tuần thì mình thấy là da mình nó căng hơn. Tức là mình đã sử dụng rất là nhiều những loại retinol khác nhau rồi, nhưng mà đến sản phẩm này thì mình thấy là đặc biệt hơn. Đấy là sau khoảng tuần thứ 3, tuần thứ 4 ấy, thì da mình nó căng hơn, và đặc biệt nhá, là nó không lên mụn. Bởi vì mình đã từng dùng rất nhiều loại retinol, là mình chỉ dùng khoảng 2 tuần đầu thôi mà da mình nó lên mụn một cách kinh khủng khiếp. Nhưng mà cái này thì nó lại không bị như vậy. Ở trong này còn có một cái thành phần rất quan trọng nữa, đó là hệ đệm BHA và BHT, có tác dụng là chống lại áp lực oxy hóa, vi khuẩn, nấm mốc, thay đổi đột ngột độ ẩm khí hậu, nên là rất phù hợp với da châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam nơi mà có độ ẩm rất là cao. Có một số loại retinol là mình sử dụng ấy, có những cái mà nồng độ nó cũng chỉ bình thường thôi, kiểu 0.5 thôi, nhưng mà mình dùng thì da mình nó có cái tác dụng phụ, đó là nó hơi bong chóc và nó hơi khô ở cái phần hai bên mũi này. Đó, nhưng mà khi mà mình dùng cái này nó là 1%, nhưng mà mình thấy là nó rất là êm và hầu như là không có tác dụng phụ gì hết cả. Nhưng mà kể cả nó không có tác dụng phụ gì cả thì mọi người vẫn phải nhớ là trong thời gian mình dùng retinol thì mình phải dùng kem chống nắng vào buổi sáng nữa nhá. Còn về những cái bước skincare mà mọi người dùng khi mà mọi người có retinol, thì đầu tiên là mọi người sẽ rửa mặt này, sau đó đến toner, sau đó đến serum, và sau đó là đến retinol, cuối cùng là kem dưỡng, và mọi người có thể dùng thêm cả kem mắt nữa. Đó, nếu mà mọi người đã dùng retinol rồi thì kem dưỡng là một cái vô cùng quan trọng để cho da mình nó không bị khô hay là không bị bong. Đó, nên là bạn nào mà đang muốn tìm hiểu về retinol, hoặc là đang tìm cho mình một cái retinol mà nồng độ 1% ấy, thì mình có thể highly recommend em này của Fusion. Bởi vì là kể cả mình hay là các bạn bè của mình ấy, mọi người dùng đều thấy rất là êm. Và mình sẽ link fanpage của sản phẩm này ở dưới cho mọi người nhé. Các thành phần nào thì không nên dùng chung với retinol? Cực kỳ đơn giản, có 3 cái gạch đầu dòng mà mọi người nên nhớ. Đầu tiên đó là vitamin C và retinol. Vitamin C sẽ có tác dụng là bảo vệ da mình ra khỏi những cái tác động từ môi trường,
Còn retinol thì sẽ có tác dụng là thẩm thấu sâu vào trong da và liên kết các gốc tự do, làm cho da mình sản sinh collagen, nó như kiểu là sửa chữa và làm cho da mình nó đẹp hơn, nó xây một cái làn da mới ấy. Đó, nên làm hai cái này thì mình nghĩ là mọi người nên kết hợp hai cái thời điểm khác nhau. Vitamin C thì nên dùng vào buổi sáng, còn retinol thì nên dùng vào buổi tối. Tiếp theo đó là AHA và BHA. Thực ra thì AHA và BHA cũng có thể dùng được với retinol, nhưng mà khi mà dùng những cái tẩy da chết AHA, BHA thì nó hay làm cho da mình bị khô. Và retinol thì nó đôi khi cũng có thể làm cho da mình bị khô. Đó, thế nên là khi mà hai cái đấy tác dụng với nhau ấy, cho những bạn nào mà mới bắt đầu sử dụng ấy, và da mọi người nhạy cảm, thì nó có thể gây nên cái hiện tượng là bong chóc hay là làm cho da mình nhạy cảm hơn. Đó, nên là nếu mọi người mới bắt đầu sử dụng retinol thôi thì nên là ngày nào sử dụng AHA, BHA thì riêng, còn ngày nào sử dụng retinol thì riêng. Đó, nó không cần phải kết hợp với nhau. Và cái dòng thứ ba đó chính là benzoyl peroxide và retinol không được kết hợp với nhau. Bởi vì khi mà mọi người dùng benzoyl peroxide với retinol ấy, là retinol nó sẽ mất hoàn toàn tác dụng của nó luôn. Nên là không bao giờ sử dụng hai cái đấy với nhau cả. Phần cuối cùng có rất nhiều bạn sẽ thắc mắc, đó là dùng retinol thì sẽ có những tác dụng phụ gì và nên tránh như thế nào. Tác dụng đầu tiên nó là da mình sẽ khô hơn. Thì cái này mọi người có thể tránh bằng việc là sau khi mọi người rửa mặt nhá, mọi người đợi cho da mình khô hẳn đi, sau đấy khoảng 15 đến 30 phút thì mọi người mới bắt đầu dùng retinol lên trên, thì da mình đã khô hẳn rồi, thì nó sẽ tránh cái trường hợp là nó gọi là bị rát hay là bị khó chịu khi mà mình dùng retinol lần đầu ấy. Đó. Còn cái thứ hai đó là mọi người nên dùng kem dưỡng sau khi mọi người đã dùng retinol rồi. Đó, thì nó sẽ tránh cái trường hợp là da mình bị khô quá. Tiếp theo đó là trường hợp là mọi người nói là bị đẩy mụn chẳng hạn, thì mọi người phải xác định là nó là đẩy mụn hay là da mình đang dị ứng. Đó, bởi vì đôi khi là mình không hợp với cái sản phẩm đấy thôi. Còn nếu là mình bị dị ứng thì mình phải đến mình gặp bác sĩ để xem là mình có nên sử dụng tiếp hay không, hay là mình nên đổi sang loại nào. Đó, còn nếu mà bị đẩy mụn và mọi người xác định là bị đẩy mụn thì mình cứ tiếp tục kiên trì mình dùng. Tác dụng phụ cuối cùng đó chính là da mình nó nhạy cảm hơn về ánh nắng. Thì cái này là chắc chắn rồi, khi mọi người dùng retinol vào buổi tối thì sáng hôm sau chắc chắn là mọi người phải dùng kem chống nắng. Mà mình đã nói mọi người rồi, ngày nào mọi người cũng phải dùng kem chống nắng hết. Đó, nên là để bảo vệ da mình vào buổi sáng thì mọi người phải dùng kem chống nắng nhá. Không biết là cái video này đã dài bao nhiêu rồi, bởi vì mình ngồi nói rất là lâu. Nhưng mà thực sự là đối với những bạn nào mà mới dùng ấy, sẽ có rất là nhiều điều hoang mang. Và đợt trước thì mình cũng vậy, nên là mãi mình mới dám bắt đầu sử dụng. Và mình ước gì là mình đã dùng sớm hơn. Nên là mình hy vọng là video này thì đã cung cấp đầy đủ những cái thông tin gọi là cơ bản nhất, để cho mọi người có thể bắt đầu sử dụng cái thành phần vàng này của ngành mỹ phẩm. Và nếu mọi người còn câu hỏi gì nữa, hoặc là mọi người muốn mình recommend gì nữa, thì mọi người có thể comment ở dưới, để nếu mà mình biết thì mình sẽ giải thích cho mọi người, hoặc là những bạn nào biết thì mọi người cũng có thể vào comment để trả lời các bạn ấy luôn. Video ngày hôm nay thì đến đây là hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian xem video này, và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Bye bye.